Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với VVS Channel. Thời gian gần đây, mình nhận được rất nhiều những câu hỏi từ các pioneer về thương vụ mà Elon Musk đã mua lại Twitter và việc mà Elon Musk chính thức mua lại Twitter. Liệu sự kiện này có tác động tốt hay xấu đến pin network? Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn góc nhìn của mình và những hình ảnh trong Twitter được cho là giống với những biểu tượng của pin network. Thì trước tiên chúng ta nên nói về những cái hình ảnh của Twitter đối với pin network. Như ở bên này là toàn bộ hình ảnh của pin network là có vòng tròn bảo mật. Thì bên Twitter thì có vòng tròn Twitter. Đấy, ở chúng ta là có kích tia sáng, cái hình tia sáng ở đây. Thì ở bên Twitter thì có phần khoảnh khắc, nó cũng có tia sáng trong cái phần studio, người sáng tạo nội dung. Và cái điểm giống thứ ba đó là cái hình cái chiếc tàu vũ trụ bay lên ở trong phần Twitter cho các chuyên gia. Nó được cho rằng là giống với chiếc tàu vũ trụ trong phần mainnet của pin network. Nhiều người đã đặt ra câu hỏi là liệu là Elon Musk có liên quan gì đến pin network hay không khi mà có được những cái sự trùng hợp như thế này, hay đó chỉ là những cái sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng điều mình muốn tập trung nói đến ở đây là thông qua thương vụ Elon Musk đã mua lại Twitter thì nó có tác động như thế nào đến Web3, Blockchain và có thể là cả pin network. Nói về cái thương vụ giữa Elon Musk và Twitter đi. Và thương vụ này được Elon Musk viết ngắn gọn là chú chim được tự do, hàm ý về những cái thay đổi lớn sẽ làm cho Twitter. Và trong đó có cái đoạn Elon Musk đã chia sẻ rằng điều quan trọng đối với tương lai của nền văn minh là một quảng trường kỹ thuật số dành cho tất cả mọi người, nơi mà mọi người có thể tranh luận về nhiều tín ngưỡng một cách lành mạnh mà không cần dùng đến bạo lực. Cũng như là ý tưởng muốn phát triển Twitter thành một siêu ứng dụng cung cấp mọi thứ, từ việc chuyển tiền cho đến mua sắm và gọi xe luôn. Và chính vì cái chia sẻ mà Elon Musk muốn Twitter trở thành một cái siêu ứng dụng cung cấp mọi thứ, từ việc chuyển tiền cho đến mua sắm và gọi xe, chúng ta có thể thấy là việc Elon cũng muốn sử dụng Web3 trong Twitter. Elon Musk trước giờ rất quan tâm đến tiền kỹ thuật số, cho chúng ta thấy trước một cái tương lai rất sáng lạng của Web3 và Blockchain. Và việc mà Elon tiếp quản Twitter cũng đã tạo nên làn sóng Dogecoin tăng giá trở lại trong giai đoạn ảm đạm của thị trường crypto. Khi mà Dogecoin trong ngày 29 tháng 10, có nghĩa là ngày hôm kia, có lúc đạt tới 0.15 đô trước khi tụt xuống còn 0.12, 0.13 vào ngày 30 tháng 10. Và đây cũng được cho là mức giá cao nhất của đồng Dogecoin sau nửa năm duy trì từ 0.5 đến 0.7 đô la. Là cũng nhờ một phần thương vụ của Elon mua lại Twitter. Bởi vì trước đó thì Elon Musk cũng chính là người đã ủng hộ mạnh mẽ Dogecoin và từng đưa ra phương án là sẽ sử dụng Dogecoin để mua xe Tesla và thanh toán những cái sản phẩm của SpaceX. Rất nhiều những cái ông lớn đã bước vào cuộc chơi này. Như trước đó chúng ta có thể thấy là NFT đã đổ bộ trên Instagram khi mà Mark Zuckerberg, CEO của Facebook mà chúng ta bây giờ gọi là Meta, đã công bố những cái tính năng mới trên Instagram và cho phép nền tảng này hỗ trợ việc kết nối với ví tiền mã hóa Coinbase này, Dapper và chia sẻ các NFT lên, và cũng có thể đăng tải NFT trên trang cá nhân, tin nhắn hoặc là story trên Instagram. Và không chỉ là Instagram mà gần đây nhất thì đã có nhiều người đã chụp được cái hình ảnh, đã có những cái cập nhật là Facebook cũng đã áp dụng thêm cái tính năng gọi là vật phẩm kỹ thuật số. Và hiện tại thì tính năng này được cho là đang thử nghiệm, thì nhiều người sẽ có cái mục gọi là vật phẩm kỹ thuật số nhưng mà nhiều người thì chưa có. Thì đây là một tính năng mà Facebook cũng muốn tham gia vào cuộc chơi NFT, Web3 và kỹ thuật số blockchain. Và các bạn thấy ở trong phần này này, đó là nơi chia sẻ vật phẩm kỹ thuật số với bạn bè, kết nối ví điện tử để chia sẻ NFT của bạn. Kết nối như là ví điện tử như là Trust Wallet này, Rainbow này, và chia sẻ bộ sưu tập của bạn từ nhiều chuỗi khối. Bạn có thể gắn thẻ trong vật phẩm kỹ thuật số của mình đã tạo hoặc là sở hữu. Như vậy chúng ta có thể thấy là dường như tất cả những cái ông lớn trong thời điểm hiện tại đang bắt đầu tham gia vào cuộc chơi của Web3. Thì từ những cái minh chứng đó, nó dễ dàng cho chúng ta thấy được một tương lai sáng lạng cho Web3, Blockchain, tiền kỹ thuật số nói chung. Và chắc chắn những điều này mang đến những lợi thế và những cơ hội tiềm năng cho pin network. Và mình nghĩ đó mới là điều quan trọng mà chúng ta cần biết qua thương vụ Elon Musk mua lại với Twitter. Và đó cũng là toàn bộ chia sẻ của mình. Còn bạn thì có góc nhìn gì về việc Elon mua lại Twitter, nó liệu có ảnh hưởng tốt hay xấu đến pin network hay không? Thì hãy để lại bình luận bên dưới video này. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.